Bà bán nước hỏi mình cái ghế của bả đâu rồi, chỉ cho bả mà bả cạn lời luôn. Không biết thanh niên thả diều nghĩ gì mà con diều to thế kia buộc vào cái ghế nhỏ xíu, hỏi ra thì nó nói buộc vô để diều không bị bay mất. Nói câu này là đủ biết anh mới đi thả diều lần đầu, kéo mãi con diều mới lên cao được nên thôi để tối con về con trả cô cái ghế.